đốc công ty chào xe lưu giảm chung tại Hòa Bình. Kính thưa các ông bà là lãnh đạo đại diện cho địa phương có mặt ngày hôm nay, và thưa toàn thể các bạn công nhân thân mến, thì có thể nói là cái chương trình hôm nay là chương trình hết sức là ý nghĩa và thiết thực. Nó tạo cho một cái không khí tâm lý rất là vui hoặc là ý nghĩa cho cái gia đình, không những của gia đình chị Liên cũng như là của cả một cái tổ chức doanh nghiệp cũng như là tổ chức công đoàn ngày hôm nay có mặt. Thì thay mặt công đoàn công nghiệp tỉnh Hòa Bình, trước hết là xin trân trọng cảm ơn các ông bà lãnh đạo tập đoàn Miền Trung đã quan tâm tạo điều kiện, cũng như là ban chấp hành công đoàn, ban giám đốc công ty Miền Trung tại Hòa Bình đã chủ động đề xuất cũng như là xây hoàn thiện cái ngôi nhà ngày hôm nay, đặc biệt là cảm ơn địa phương đã hỗ trợ cũng như là quan tâm cái công tác quá trình xây dựng. Thì báo cáo các đồng chí, thì với công đoàn công nghiệp Hòa Bình sau khi biết được cái thông tin là có công đoàn đề xuất với lại công ty là xây một cái nhà tình thương tình nghĩa để trao cho gia đình công nhân ở công ty, thì công đoàn cũng đã liên hệ và cũng có cái ngày hôm nay cũng chắc là các ban lãnh đạo công ty cũng nắm được. Thì với công đoàn và các công nghiệp tỉnh đã đề nghị với công đoàn cấp trên sẽ có một cái khoản hỗ trợ tiếp theo cái ngân sách của công đoàn và quỹ công đoàn xã hội, thì cũng sẽ tiếp tục xây dựng thêm cái công trình. Mà sau thì chúng tôi đang trực tiếp phối hợp với lại công đoàn cũng như là ban giám đốc công ty phối hợp xây dựng tiếp một cái công trình sau nữa để hoàn thiện cho gia đình. Thế thì với cái công trình ý nghĩa này thì một lần nữa không biết nói gì hơn, thay mặt người lao động, công đoàn là đại diện người lao động, thì một lần nữa xin rất trân trọng cảm ơn các ông bà lãnh đạo trong tập đoàn cho xem nó bảo chung cũng như là đại diện địa phương nơi có công nhân ở công ty sinh sống trên địa bàn. Và rất mong nữa là các ông bà tiếp tục quan tâm hơn nữa đến cái công nhân trong công ty tại Hòa Bình cũng như là các hoạt động xã hội, để làm sao như lúc nãy là bác tổng đốc cũng có nói là rất muốn là lan tỏa thêm những cái công trình như này để mang lại cái ý nghĩa thiết thực hơn nữa để người lao động được yên tâm công tác, làm việc cống hiến cho công ty. Thế thì thay mặt công đoàn trân trọng cảm ơn và chúc cho ông bà lãnh đạo công ty sức khỏe hạnh phúc, và chúc cho cái chương trình ngày hôm nay thành công tốt đẹp. Việt Nam tại Hòa Bình phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức lễ trao tặng nhà tình nghĩa cho gia đình bà Trần Thị Liên. Thay mặt lãnh đạo cấp ủy chính quyền địa phương xin được gửi tới các vị đại biểu có sức khỏe dồi dào, gia đình hạnh phúc, an khang thịnh vượng. Kính thưa các vị đại biểu, trong những năm qua, trên địa bàn tổ khu Liên Sơn đã đón nhận nhiều ngôi nhà tình nghĩa do các công ty, đơn vị bộ đội trao tặng cho các gia đình chính sách, quân nhân có điều kiện hoàn cảnh khó khăn, thể hiện nét đẹp truyền thống của dân tộc Việt Nam, lá lành, đùm lá rách. Hôm nay, tiểu khu Liên Sơn vinh dự tự hào đón nhận ngôi nhà tình nghĩa do công ty cổ phần tập đoàn Minh Trung trao tặng cho gia đình bà Trần Thị Liên. Thay mặt chính quyền địa phương, cảm ơn tấm lòng cao đẹp của ban lãnh đạo công đoàn và cán bộ công nhân viên công ty đã đem lại niềm hạnh phúc cho gia đình, giúp cho gia đình có ngôi nhà khang trang, thoáng mát, ổn định cuộc sống, yên tâm lao động sản xuất. Bên cạnh đó, đã giúp địa phương từng bước giảm hộ gia đình có điều kiện hoàn cảnh khó khăn, đồng hành cùng với chính quyền địa phương xây dựng cộng đồng ngày càng tốt đẹp hơn. Mong rằng sẽ nhận được sự tài trợ nhiều hơn nữa trong những năm tiếp theo. Một lần nữa, thay mặt chính quyền địa phương xin kính chúc các vị đại biểu, các vị khách quý cùng toàn thể nhân dân có mặt trong buổi lễ hôm nay mạnh khỏe, hạnh phúc trong cuộc sống, gặp nhiều điều tốt đẹp. Xin trân trọng cảm ơn. Thứ nhất là cảm ơn ban công đoàn công nghiệp, thứ nhất là tôi là người đại diện trong vấn đề trong cái việc của công ty cổ phần tập đoàn Minh Trung. Đây là một cái ngày hôm nay đầy ý nghĩa, mong muốn làm sao mà nối tiếp sự thành công này và nối tiếp những cái sự phát triển này để công nghiệp dành nhiều những cái thời gian và để cho các doanh nghiệp khác và những ông chủ khác và những con người khác đem lại niềm vui cho những người công nhân. Đó là cái điều hôm nay, và cũng xin chúc mà
mọi người luôn luôn mạnh khỏe, và nhất là gia chủ đây niềm vui đã có nhưng mà mong muốn để làm sao chúng ta thoát được những cái điều mà để nó nghèo mình giàu hơn nữa, và đó là cái điều ước mơ muốn lớn nhất của tất cả chúng ta có mặt ngày hôm nay, trong những là từ chính quyền địa phương, từ ban quản lý khu công nghiệp, từ những người lãnh đạo trong tập đoàn, và cũng là từ cán bộ nhân viên hôm nay, thì phải thực sự là một cái việc rất là nhỏ nhưng mà nó đầy ý nghĩa đối với tôi. Thực sự phải nói lại một câu là việc nó rất là nhỏ nhưng mang lại đầy ý nghĩa và cảm xúc. Xin cảm ơn chị và cảm ơn mọi người đã dành thời gian ngày hôm nay.